Em này chào các bác nhá. Nay ngày 25 tháng 11, em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá. Nay em đến thăm một cái dàn lan của chú bộ đội đã nghỉ hưu. Chú là người rất là đam mê. Chú tên là Lâm, hay là gọi là còn gọi là Lão Đại. Đấy. Nay đến review lại chú có mấy dàn cơ. Đấy, đây là khuôn viên dàn lan của chú Lâm mọi người nhá. Đấy, dàn của chú rất là cao thoáng. Và bây giờ sẽ đến bên trong này xem là dàn của chú đạt như nào. Chú là người mới chơi nhưng mà đam mê sưu tầm nhiều lắm. Không phải, đây là Cửu Long. Cửu Long trông rất là giống Phú Thọ nhưng không phải. Nhìn rất là nhiều cái giò to. Giò này ấy chà, cái này nó bể chú nuôi cá đây à? Nuôi cá. Quả cá rồi. Không thể nuôi cá, lấy nước này tưới cây tốt này chứ này. Ừ, mưa hết đấy. Đấy. Không rồi. Nuôi cá. Đấy, khuôn viên nhà chú thì kỳ ta cào lắm. Ấy à, đàn chắc lắm. Đàn chắc lắm. Ủa, lên đây quá tuyệt vời. Rất là thoáng. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là xin chú chào, Lâm. Cả nhà. Đấy, chú là người lớn tuổi nhưng mà rất là đam mê, mới gọi là sưu tầm giống nhưng mà ở đây khá là nhiều đấy. Đấy. Có 5 nhân ra được bên này này. 10 chậu HO, 19 chậu HO, 11 chậu Phú Thọ nhân ra được đây. 10 chậu. À đây là tứ chú tự nhiên à? Ừ, tự nhiên. Tự nhiên. Không, tách trên thân mới cắt tách, thân. Tách trên thân. Tức là mình tự nhân giống gì chú? Ừ, chú tự. Dạ. Không đùa, không phải dạng vừa đâu, cây này đẹp này mà. Ừ đấy. Thế mà cứ bảo chú không biết chăm. Mới có người làm. Này, mọi người này nhìn kia là một chú nuôi béo này. Ừ. Quê này mà. Toàn ừ, đây là Phú Thọ à? Đấy, Phú Thọ. Dàn thế trong này với thế... từ đây đổ vào mới là HO. Từ trong này là HO. Ừ, chú nuôi đẹp, mình đẹp hơn cả cháu rồi. Đây này. Đây. Này đẹp hơn cả cháu nuôi rồi. Này, mọi người nhìn này. Thế mà chăm lan cũng không phải là khó. Chú không nhận đâu, chủ yếu là phải chịu khó đẩy lên nó thôi. Ừ. Ui giời, chú bón nhiều phân nhà cháu thế. Mày bón cho chú theo cách mày chăm đấy. Này, mọi người bẻ chi trên thân này. Chi đây. Chú Thọ à, HO này. HO này. Hà Lan đây. Bẻ trên thân chứ. Đấy. Chi trên thân chứ. Dạ màn, toàn cây đi. Chú nuôi cây rất là đạt nhé. Ừ. Tuyệt vời đấy chú. Không, cháu cũng phải là công nhận là chú nuôi. Cứ sáng tối chú bón lắm. Giật mình đấy chú. Ừ. Cháu không nghĩ là chú nuôi được nó đẹp như này đâu. Đâu mua cây của thằng Dũng dân giá đây. Dân tách mầm gốc ra đây. Tách mầm gốc ra đây. Năm nay đây được là mình làm phi sớm. Đẹp. Chú có ý quyết để chia sẻ cho bà con cùng biết à. Mọi người ở đây là chú Lâm. Các cháu nhiều gì. Đấy. Chú ấy, mới chơi lan, chú chơi lan được lâu chưa chú? Mấy tháng? Cuối năm 2020 đấy. Cuối năm 2020 bắt đầu vào cây. Mà mọi người nhìn kìa, cái cây Phú Thọ kia nó phải gần bằng ngón tay cái em rồi. Đấy của Vũ Hạnh ấy. Đấy. Mầm gốc này mọi người này. Làm đấy. Được một mầm gốc. Cây mà cứ chăm đẹp như này thì lo gì không có người chơi. Đấy, đến đây nhìn đã phê rồi. Rất là đẹp. Độ ẩm là những khay nước để tạo độ ẩm. Nhưng mà phải nói là cái dàn ở đây của chú là nó rất là thoáng. Đây, phân bón thì cũng phân chuột quế thông minh và phân di lan. Cái phân di lan thì chú bón thì mỗi lần bón
cũng khá là ít, không nhiều, tại vì cái phần này nếu bón nhiều mà nước mình tưới xả liên tục là khả năng là rất là dễ bị thối dễ. Phân trắng của đài, phân xanh poly. Đấy, phân bón rất là đơn giản, nhưng mà cây thì ủa, cây này cây cây gì, hồng gì đây chú? Cây trắng. Đấy, năm cây trắng. Năm cánh trắng này thân bẩn này. Đấy mọi người nhìn nhá. Cây cái năm cánh trắng gì chú? Không biết rồi, không nhớ rồi. À không nhớ. Bây giờ thế bây giờ là có người người ta xem video người ta cứ đòi mua cái cây năm cánh trắng này thì sao chú? Không bán. Đấy không bán. Đây là mọi người nhìn này. Đầu năm 2024 ấy chia sẻ. Đấy. Mọi người nhìn cái cây này. Phải không? Này, những ngọn cây nhìn thích thật. Châu là châu rừng ghê. Phải nói nào. Quá tuyệt vời. Châu là Thái ra đấy. Này, Phú Thọ. Cái của Dũng dân toàn, đấy. Toàn bằng ngón tay thôi. Đây là mắt mờ Hải Dương này. Mắt mờ Hải Dương. Kia là Hà Tĩnh này. Hà Tĩnh. Kia là gái nhảy của chú Đạt, ông Bí kỷ niệm này. Đấy. Vâng. Đây toàn chậu kỷ niệm. Đấy. Rất là nhiều. Này, Phú Thọ này, rất là đạt mọi người ạ. Cây nào cũng rất đạt. Để lấy sức đó. Giống sang năm đấy. Làm mầm gốc sang năm. Cái này những cái mầm này sang năm là nó phải 1 mét là ăn chắc. Ừ. HO của chú đấy, đẹp. 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 Đẹp HO. Kia những cái lô được mấy chục chậu HO đẹp. Lô HO ấy. Em đầu tiên ấy. Em sang em quay cho mọi người xem bên HO bên này của chú. Nói chung là cây nó 10 cây được cả 10. Chủ yếu thực ra là nuôi cây thì nó cũng có một vài cái kỳ nó bị đẹp, nhưng mà cái số lượng kỳ bị đẹp của nhà chú rất là ít. Nó của những cái mầm lỡ, mầm gốc nó già. Nó như kiểu cái đoạn gốc. Ừ, đoạn gốc. Đoạn gốc là những cái kỳ mót thì nó hay bị già. Kỳ mót đúng rồi, gọi kỳ mót. Đây, mọi người nhìn. Toàn bằng ngón tay thôi. À, rất là đẹp. Chú đã xuất được cây nào chưa? Không xuất. Không xuất. Nhất nhất định không mà. Nhất định không xuất. Chỉ có cho thôi. Chỉ có cho thôi. Đấy. 2 kg HO rồi. Cho 2 kg HO. Đấy mọi người nhá. Không cứ chú Lâm nhá. Thì các bác mà cứ muốn xin cây là cứ liên hệ với chú Lâm nhá. Bữa nay cháu vừa quay cái số điện thoại ở dưới. Dẻo mồm là xin được ấy. Đây mọi người. Cây cho anh em chơi thích. Đạt lắm mọi người ạ. Cây đẹp. Đạt. Phải nói chú nuôi rất là tuyệt vời. 10 cây như 10. Đẹp. Phải nói là quá tuyệt vời. Thế cây Yên Thủy cháu bán cho chú với cây HO cháu bán chú đâu? À bên kia rồi. Đấy, cái vườn số 2. Này cái cây. Cây này cây gì mà nó trông nó 27 à? 27. Béo nhỉ. Tách ra khi trên thân đi được 3 cây này. Cắt. Đấy, đẹp lắm. Đấy, sang năm là ba chậu lái to vật. Hồng Hoa Bình. Hồng Hoa Bình. Hồng Hiển Oanh cũng là nó đấy. Tên tuổi. Cháu kia dài này. Cháu năm ngoái mua cái kỳ được 7 sen. 7 sen 22 triệu. Đấy bây giờ nó không bằng con này. Không bằng con này đâu. Đấy. Đấy thì em sẽ dừng video này ở đây. À, em sẽ sang bên vườn bên kia xem Bạch Tuyết với Bảo Duy của chú. Chú ấy chơi nhưng mà chưa bán một cây nào cả. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Rồi, này đến cái vườn thứ hai. Vườn thứ hai đây. Đây là hệ thống 70 này. Đấy. Đây là cái phòng gọi là phòng bán vườn đông. Bán vườn đông. Không phải là tránh rét. Tính dép. À, ví dụ là nhiệt độ nó à, xuống thấp. Cây sĩ là cây HO rồi. HO đấy. Dài ra chưa? Dài. Mọc chưa? Đây. Bằng ngón tay cái. Sĩ đấy. 3 HO rồi. Đấy. Thủy đây. Kẻ đây. Đây là cây mà em chia sẻ cho chú Lâm này. Đấy. 3 cây. Đây Bảo Duy đây. Duy được như này đây. 3 cây HO. Đấy. Bảo Di, có Di à? Bảo Di đẹp rồi. Đẹp rồi, dễ sáu phải dễ. Cây mà đợt trước là chú chụp cho cháu, còn cháu bảo đây về. Đây là chú lấy cây này của Lâm Tam Đảo đấy, à. Kiên đấy. Đẹp rồi. Bạch Tuyết này, đây. Bạch Tuyết. Toàn bộ. Bạch Tuyết. Cây này quá đẹp rồi. Xe dép đây. Đổi được bây giờ nó được cái này.
đổi một con xe dép. Cái này, hai cái này nữa. Một con xe dép rồi đấy. Quá đẹp, một bài mầm lỡ này. Ừ. Phê chưa? Đây qua đấy. Em nói thật cô chú chị nào vào đây mà cứ sờ vào đây là sợ nó đứt tay lắm ấy. Sợ nó đứt tay lắm. Đấy, đây bạch tuyết. Đây là chậu bạch tuyết nữa. Chỗ là chú còn khá là nhiều bạch tuyết đấy. Ừ, chú nhiều đi. Tuyết thủy. Đây, bi bạch tuyết. Bạch tuyết, bi đấy, chuyên thân đấy. Thân mẹ mẹ xuống. Đây, trên cái này đấy. Cái này là hồi 200 triệu, cái xe dép tính 200 triệu chậu này đây. Mà cái chậu này sau người ta giả chú 2 tỷ tư. 2 tỷ tư không bán được. Ừ, hai mầm gốc đó nó giả 2 tỷ tư. Mầm gốc này với mầm gốc kia. Bây giờ là thành mấy chậu rồi? Ừ, 1, 2, 3. Đây kia trên thân đây. Ba. Ba. Chậu này chậu khác đúng không? Chậu khác. Chậu này chậu khác. Mầm lỡ thích. Ừ. Cái này bao giờ? Bao giờ làm mầm là chú phải bẻ ngược này nó thoát cái mắt ở gốc này. Ừ. Thì là nó sẽ phát triển, nó không bị cắm đầu đất, cắm đầu cái dung cái kiểu ươm ki trồng thẳng như này này. Ừ. Nó hay bị cắm đầu đất. Ừ. Kể cả là ươm ki thôi, mình đặt cái khúc ươm ấy nó chếch như này này. Ừ, rất là tuyệt vời. Đây còn là chậu siêu phẩm mà Hồng Yến Thủy mà em bán cho chú đây. Đấy. Ngọn này. Thì Phú Thọ đấy, Phú Thọ. Đấy. Bên kia là chậu làm cái trang Phú Thọ. Này đưa vào làm một cốc đấy. Để cho cũng chẳng cần phải làm, chú cứ để ấm là nó tự lên. Bên trên này thì chỉ che lưới thôi, để vẫn để lấy ánh sáng tự nhiên cho mọi người nhé. Cái này nó không dùng cái gì ấy cả. Đây hôm nay em lại giao thêm cho chú một cây hồng ý nhân nữa. Lại bán thêm cho chú cây hồng ý nhân này nữa. Chú lại để vào đây. Cái này tầm 10 ngày nữa bắt đầu mình sẽ cắt để làm ki. Lại tiếp tục trèo lên một tầng nữa, lại một dàn nữa. Rồi cầu thang sườn đẹp lắm. Hay già, bên này là toàn cây giống Phú Thọ và HO. Phú Thọ béo ở đây chú. Ừ, béo. Béo ở đây. Cái loại anh làm ra đó. Béo. Đẹp hết rồi. Cái loại này sang năm để này nó lên thì khỏe lắm. Đẹp. Chú có thấy cảm nhận gì cái phân này cháu của nhà cháu không? Đấy. Đưa vào cái cây đang bị đói. Đấy. Nhà nghèo về nhà giàu. Nghèo về nhà giàu. Cái phân phân này là em chia sẻ cho chú Lâm này. Ừ. Lấy bao lớn bao bé này. Đạt đấy. Ừ đấy. Bên kia là kiếm. Đẹp, nói chung là ok ngon rồi, rất là tuyệt vời mọi người. Sang bên này xem, ai có cái sạp này cũng được khối kỳ này. Trong ở được bên này là cái nữa này. Sau này là để Huế vị trí. Với vị trí bên này. Ừ. Với bên này bây giờ vẫn để đây để dâm. Dâm luôn. Đang ươm. Ừ, cho nó tèn. Không là chèn rồi, nhưng mà chèn rồi thì nó lại bị chột thường này. Để cho nó rộng cái mầm. Ừ. Nó phát triển mạnh. Anh đút cái ống nhựa vào rồi. Ống nước vào rồi. Anh lấy cái xốp rồi. Lấy cái xốp. Thôi cứ để ra riêng để tách. Đẹp. Ra riêng cái này tách rời. Ừ, tách rời ra. Huế. Không vội gì, Huế đấy.
chậu Huế này 75 triệu tách được 5 thân đấy. 5 thân. Nó ra được trên đây mang lại này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, kia nữa là 5, 5 măng. 5 măng. Được 5 măng. Chú có thích lùi kiếm côn rụt xong rồi ná to không? Không. Thì Huế với thằng Chí thì không thì cho nó luôn lưới kiếm về nó, à, cho nó đây là đây là 60 sen đúng không? Chưa luyện. Ừ. 60 sen nào? Sang năm chú nuôi nó chỉ 40 sen, 45 sen thôi. Ngắn lại, ngắn ná. Ngắn ná mà lá nó to. To. Ừ, bản lá to. Hôm nào chú sang cháu lại xẻ cho chú một ít đấy. Nhưng mà nhớ là phun là nửa tháng mới phun một lần nữa nhá. Không là nó ra sóng tôn kia hết, nó ra hết thành sóng tôn đấy. Là sang cháu lại chia cho chú một ít. Chú lại người tỉ mẩn. Nửa tháng phun một lần. Đêm dậy có hai lần. Cái cây cây đêm nào hai lần. Nó thành thói quen rồi. Cái thuốc này nó rất là hay. Đêm là cứ phải coi uống cốc nước ấm, mặc áo ấm vào. Mặc quần đùi. Cây thuốc cái nhân là, là chú tưới nhá. Đây là mấy hôm đánh dưa chuột ở đây này. Đánh những cái chậu gì đấy. Kích thích. Mọc ở đông ấy, đánh dưa chuột mà nó lên nó ăn hết. Không, chuột ăn chứ. Chuột à? Chuột ăn chỉ còn vỏ không thôi. Ăn hết trong lõi này. Không chắc đây chắc chắn là có chuột rồi. Cát. Không ăn mèo rồi, cái này hết. Không ngon đấy. Đúng rồi, phải điều mèo về ngay. Cái thuốc mà mới đó, chú sang cho chú. Cái thuốc đây nhá. Là khi mà bón vào ấy, nó như kiểu nó kích thích cái bộ đấy, nó ăn nhiều phân ở bên dưới gốc cây. Đấy, nên là chú lại phải tăng cường phân vào trong gốc nữa cơ. Trong đấy. Chú trồng theo của thằng Lan ở trong Nguyễn Ngọc Hà. Thằng Hà đấy. Ờ, nhớ ừ. Cháu nhìn cách trồng thì cho đoán Hà. Đoán rồi. Theo đúng phong cách của Hà. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đây, chú Lâm. Xin chào cả nhà, chú Lan. Ờ, em là sĩ Hải Phòng nha, hẹn cô chú chị cái video lần sau.